Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa nay thứ hai, ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình với những nội dung chính như sau. Cảng hàng không Đồng Hới đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho hoạt động khai thác. Lệ Thủy có 3 xã chuẩn bị về đích xây dựng nông thôn mới trong năm 2014. Phóng sự xã Tân Hòa, huyện Minh Hóa chủ động phòng chống lụt bão. Chủ tịch Hồ Chí Minh đi vào cõi vĩnh hằng, để lại cho toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta một bản di chúc thiêng liêng. Di chúc của người là sự kể tinh những giá trị lịch sử, văn hóa, thể hiện cô đồng trí tuệ, nhân cách của một lãnh tụ cách mạng kiệt xuất, một nhà văn hóa lớn của dân tộc. Mỗi câu, mỗi chữ trong bản di chúc đều chứa đựng những suy nghĩ, chắc lọc sâu sắc từ thực tiễn lãnh đạo cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã dành cả cuộc đời cho nước, cho dân. Với tư tưởng giá trị lý luận và thực tiễn to lớn, di chúc của người là tài sản vô giá của dân tộc. 45 năm qua, di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nguồn cổ vũ động viên toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua thử thách, giành những thắng lợi vẻ vang, đưa cả nước bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một dịp để chúng ta tiếp tục ôn lại lời căn dặn tâm huyết cuối cùng của lãnh tụ kính yêu, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới trước lúc đi xa. Với tất cả tình cảm kính yêu vô hạn và niềm tin tuyệt đối vào lời căn dặn của người, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi di chúc thiêng liêng và con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lựa chọn, xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua, ngày 14 tháng 9, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin huyện Quảng Trạch đã tổ chức gặp mặt nạn nhân chất độc da cam dioxin Vương Thị Quyên trước khi em lên đường đi du học theo chương trình đào tạo nữ tài năng trẻ của trường đại học Ninh Catherine tại Ấn Độ. Vương Thị Quyên là con gái ông Vương Quốc Tuấn, thương binh hạng 4/4 ở thôn Thanh Lương, xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch. Vượt qua mặc cảm bệnh tật, bằng nghị lực, em Quyên đã vươn lên trong học tập và đạt được nhiều thành tích đáng tự hào. Hiện tại, Vương Thị Quyên đã tốt nghiệp trung cấp tin học trường đại học Quảng Bình với chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh và tin học đạt trình độ B. Vừa qua, trong buổi trả lời phỏng vấn đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội, Quyên được nhận tài trợ học bổng khóa học 2014-2017 tại trường đại học Ninh Ấn Độ với chuyên ngành đào tạo cử nhân công nghệ thông tin liên lạc. Em chỉ đóng học phí 20 triệu đồng một năm và theo kế hoạch, ngày 16 tháng 9 năm 2014, Quyên sẽ lên đường du học tại Ấn Độ. Để động viên tinh thần, tại buổi gặp mặt, đại diện Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin, Hội khuyến học, Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi của tỉnh Quảng Bình và huyện Quảng Trạch đã trao tặng Vương Thị Quyên 6 triệu đồng. Cũng nhân dịp này, đoàn thanh niên và đại diện chính quyền xã Quảng Xuân đã có món quà nhỏ tặng em trước lúc chia tay. Hội chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình vừa phối hợp với Hội chữ thập đỏ huyện Quảng Ninh tổ chức tập huấn sử dụng bộ tranh lật cho tình nguyện viên, giáo viên tiểu học trong vùng dự án phòng ngừa thương tích và giảm thiểu những tác động bất lợi về kinh tế xã hội của nạn nhân bom mìn. Tham dự lớp tập huấn có 20 tình nguyện viên, giáo viên các trường tiểu học Hiền Ninh, tiểu học Long Đài, tiểu học Vĩnh Ninh và cán bộ Hội chữ thập đỏ xã Hiền Ninh và Vĩnh Ninh. Quảng Ninh là một trong những huyện của tỉnh Quảng Bình phải chịu hậu quả nặng nề bởi khối lượng bom mìn rơi xuống trong chiến tranh và khối lượng bom mìn còn sót lại sau chiến tranh. Tại lớp tập huấn, các học viên đã được nâng cao kỹ năng phương pháp truyền thông và sử dụng bộ tranh lật tuyên truyền phòng tránh bom mìn để tuyên truyền hướng dẫn học sinh, phụ huynh và nhân dân cách phòng tránh và giảm thiểu rủi ro về bom mìn tại địa phương. Nhằm trang bị những kiến thức cơ bản trong phòng cháy chữa cháy tại cơ quan đơn vị, vừa qua Trung tâm Văn hóa Thông tin phối hợp với Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Tuyên Hóa tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho cán bộ công chức viên chức. Cả học viên được nghe đại diện phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh tuyên đạt một số nội dung về tình hình cháy nổ trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh Quảng Bình nói riêng. Cả học viên cũng được tìm hiểu về một số văn bản quy định về luật phòng cháy chữa cháy, trách nhiệm của các cơ quan đơn vị cá nhân trong công tác phòng cháy chữa cháy, các nguyên tắc trong phòng cháy chữa cháy và các hành vi bị nghiêm cấm, nghị định liên quan đến việc thi hành luật phòng cháy chữa cháy và quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, v.v. Bên cạnh đó, học viên còn được giới thiệu hướng dẫn về cấu tạo, tính năng tác dụng, nguyên lý làm việc, cách bảo quản, kiểm tra, sử dụng cả phương tiện chữa cháy như bình chữa cháy, vòi xịt và cả phương tiện cơ giới khác. Hội nông dân huyện Bố Trạch vừa tổ chức thăm và tặng quà cho điểm trường mầm non Hưng Bình, xã Hưng Trạch. Địa bàn của trường gần sông nên mùa mưa lũ thường bị ngập lụt, ảnh hưởng đến công tác dạy học và cơ sở vật chất của nhà trường.
Khó khăn là vậy, nhưng trong năm học 2014-2015, điểm trường mầm non Hương Binh quyết tâm cho 3 lớp với 99 trẻ vào học bán trú, đảm bảo công tác chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ theo đúng tiêu chuẩn. Để hỗ trợ và động viên nhà trường, Hội Nông dân huyện đã tặng 2 nồi cơm điện và 1 khổ xe thịt với trị giá 10 triệu đồng. Món quà tuy không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm của hội viên Hội Nông dân huyện đối với các cháu mầm non vùng khó khăn. Cũng tại buổi lễ, cá nhân anh Đỗ Văn Tinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hưng Trạch cũng đã trao tặng cho trường 1 chiếc tủ lạnh LG trị giá 5,5 triệu đồng để giúp các cô bảo quản thức ăn cho các cháu. Chương trình thời sự trưa nay xin được chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Cảng hàng không Đồng Hới đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho hoạt động khai thác. Lệ Thủy có 3 xã chuẩn bị về đích xây dựng nông thôn mới trong năm 2014. Phòng trừ xã Tân Hòa, huyện Minh Hòa chủ động phòng chống lụt bão. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách và đảm bảo yêu cầu về mọi mặt trong hoạt động khai thác, thời gian qua cảng hàng không Đồng Hới đã chủ trọng đầu tư nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng và trang thiết bị kỹ thuật ngày một đồng bộ và hiện đại. Cảng hàng không Đồng Hới đã triển khai thực hiện dự án quan trọng, đó là đầu tư hệ thống hạ cánh chính xác ILS và hệ thống đèn hiệu hàng không. Đến nay, hệ thống hỗ trợ hạ cánh chính xác ILS và hệ thống đèn hiệu hàng không đã hoàn thành 3 hiệu chuẩn, sẵn sàng đưa vào khai thác. Cùng với đó, Tổng công ty Hàng không Việt Nam cũng đang triển khai đầu tư tại cảng hàng không Đồng Hới hệ thống quan trắc khí tượng tự động AVOVKS, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2014 này. Được đánh giá là một trong 8 cảng hàng không có hệ thống kết cấu hạ tầng và trang thiết bị kỹ thuật hiện đại nhất trên toàn quốc và là một trong 3 cảng hàng không có đường tuần tra an ninh tốt nhất cả nước hiện nay. Cảng hàng không Đồng Hới đang phát huy những điều kiện thuận lợi để ra các giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động khai thác, trong đó sẽ tiến hành làm việc với cảng hàng không Việt Nam Airlines để tăng cường tần suất chuyến bay và kêu gọi sự hợp tác của một số hãng hàng không giá rẻ để tăng thêm tính cạnh tranh, hạn chế tình trạng kinh doanh độc quyền. Chủ động nâng cao chất lượng dịch vụ, văn hóa giao tiếp của đội ngũ cán bộ nhân viên một cách chuyên nghiệp nhất, góp phần xây dựng thương hiệu và nâng tầm cho cảng hàng không Đồng Hới. Sau gần 4 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến cuối tháng 9 nay, huyện Lệ Thủy có 3 xã là Lộc Thủy, Liên Thủy, Phong Thủy sẽ hoàn thành 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, xã Lộc Thủy, Liên Thủy và Phong Thủy của huyện Lệ Thủy đang khẩn trương tích cực thực hiện xây dựng nhà văn hóa và hệ thống đường giao thông nông thôn. Đây là 2 tiêu chí còn lại mà 3 xã nói trên đang triển khai xây dựng để đảm bảo hoàn thành 19 tiêu chí, phấn đấu về đích trong xây dựng nông thôn mới đúng tiến độ vào ngày 30 tháng 9 tới đây. Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn huyện Lệ Thủy có 3 xã đạt 15 tiêu chí, gồm An Thủy, Mai Thủy, Mỹ Thủy và 2 xã đạt 14 tiêu chí, gồm Tân Thủy, Sương Thủy. Các xã đã đạt 14 và 15 tiêu chí đang khẩn trương tích cực triển khai hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới trong năm 2015 với tổng kinh phí hỗ trợ trên 74 tỷ đồng. Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Lệ Thủy tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cùng chung tay với chính quyền cho công tác xây dựng nông thôn mới như hiến đất, tài sản, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các tiêu chí của các xã đạt từ 14 tiêu chí trở lên và tiếp tục chỉ đạo công tác xây dựng nông thôn mới của các xã còn lại trên địa bàn. Nhờ không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và đầu tư trang thiết bị đồng bộ phục vụ cho công tác khám chữa bệnh, Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy đã ngày càng khẳng định được vai trò là một trung tâm y tế chất lượng cao trong chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy cũng đã chủ trọng đầu tư cơ sở vật chất, từng bước nâng cao trình độ chuyên môn và thái độ phục vụ bệnh nhân của đội ngũ y bác sĩ, áp dụng trang thiết bị máy móc hiện đại để thực hiện cả kỹ thuật cao trong công tác siêu âm, phẫu thuật. Hiện nay, ngoài việc làm tổ công tác khám chữa bệnh và điều trị cho người bệnh trên địa bàn, Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy đã triển khai kế hoạch chuẩn bị cho mùa mưa bão năm 2014 với những biện pháp cụ thể như tích trữ thuốc men, chuẩn bị nhân lực để tiến hành công tác khám chữa bệnh cho người dân tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện trong thời điểm sau thiên tai, góp phần đảm bảo sức khỏe cho người dân, ngăn ngừa dịch bệnh phát sinh sau bão. Thưa quý vị và các bạn, nằm trong vùng trũng của huyện Minh Hòa, xã Tân Hòa là địa phương thường xuyên gánh chịu những thiệt hại nặng nề do lũ lụt gây ra, làm thiệt hại đến kinh tế, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Vì vậy, năm nào cũng vậy, công tác phòng chống lụt bão luôn được cả cấp chính quyền và người dân nơi đây đặt lên hàng đầu. Xã Tân Hòa hiện có 672 hộ dân với 3.176 nhân khẩu. Năm nào cũng vậy, trước mùa mưa lũ, người dân ở đây luôn chủ động dự trữ lương thực thực phẩm. Đặc biệt từ năm 2010, bà con nhân dân xã Tân Hòa đã sáng tạo làm những chiếc nhà bè nổi tránh lũ. Nhờ đó đã hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do mưa lũ gây ra. Theo thống kê, hiện toàn xã có 209 nhà bè, 324 đo cá nhân, 8 đo tập thể, 4 máy phát điện,
gần 250 phao cứu sinh và áo phao cứu sinh. Trên ở đây thì sống chung với lũ, cho nên nhà nào coi như cũng phải chuẩn bị nhà bè kiên cố và để đảm bảo cho con người, nói chung thì phòng những cái năm lụt sâu giống như 2010 thì nhà nào cũng phải có bè. Trong năm 2013 vừa qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 8, số 10 và số 11, toàn xã có 553 trên 658 nhà bị ngập, tốc mái, trên 400 ngôi nhà bị hư hỏng nặng, hầu hết diện tích hoa màu bị mất trắng, nhiều hệ thống giao thông thủy lợi bị phá hỏng, cuốn trôi, với tổng thiệt hại trên 1 tỷ đồng. Xã đã có phương án phòng chống bão lụt cụ thể như thế như sau. Một là công tác phòng chống bão á, là về tránh lũ tránh bão thì riêng thôn Cù Liêm đã có nhà tránh lũ, tập trung về nhà tránh lũ. Khi bão hoặc mưa to, gió lớn hoặc là nước sâu như năm 2010 là phải tập trung vào khu vực tránh lũ, nhà tránh lũ. Và vị trí ở thôn 2 là tại khung Ca Lôi có một nhà tránh lũ ở thôn 2. Riêng là trường tiểu học số 1 Tân Hóa có một cái tầng 3 để đủ chứa cho khoảng 500 người. 500 người thì chúng tôi đã bố trí cho là từ thôn 1 đến thôn 2, thôn 3 là gồm có là cụ già, trẻ em và ba mẹ có thai nghén tập trung đó để trú ẩn trú bão. Còn lại đến bây giờ thì cơ sở vật chất là công tác chuẩn bị cơ bản đến nay là đã đạt 95%. Trước mùa mưa lũ năm nay, xã Tân Hóa đã khẩn trương tổ chức đánh giá và triển khai thực hiện công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn kỹ lưỡng chú đáo, củng cố kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của xã, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ban chỉ đạo, bố trí lực lượng túc trực 24/24 giờ, thống kê số hộ sinh sống ở những khu vực sung yếu và chuẩn bị phương án di rời khi có tình huống xấu xảy ra. Về phương án mà phòng chống bão lụt cho đàn gia súc gia cầm thì mỗi thôn đã có một phương án và xã đã có phương án chung của xã, bởi vì là bố trí là một cái kinh nghiệm từ xưa rồi. Thì ví dụ từng thôn là họ có bố trí khu vực cho trâu bò lên cao, khi mà mưa vừa mưa to nước dâng cao thì họ cho lên trên cao, cho lên trên đồi chẳng hạn, có vị trí rồi. Cơ bản nói chung là không đảm bảo an toàn tuyệt đối thôi, kể cả người và tài sản. Với phương châm bốn tại chỗ và chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục hiệu quả, tin tưởng rằng mùa mưa lũ sắp tới, xã Tân Hóa sẽ hạn chế đến mức thấp nhất về thiệt hại do mưa lũ gây ra, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân trên địa bàn. Mời quý vị và các bạn theo dõi tin bão trên biển Đông, cơn bão số 3. Hồi 7 giờ ngày 15 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc, 118,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 660 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mình cấp 12, tức là từ 118 đến 133 km/giờ, giật cấp 14, cấp 15. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, sau đó đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 đến 30 km. Và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 16 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc, 111,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Hải Nam Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, tức là từ 134 đến 149 km/giờ, giật cấp 15, cấp 16. Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km. Đến 7 giờ ngày 17 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc, 106 độ Kinh Đông, trên khu vực các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/giờ, giật cấp 9, cấp 10. Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km, suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực vùng núi phía Tây Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 8 đến cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 13, giật cấp 15, cấp 16, sóng biển cao từ 7 đến 9 mét, biển động dữ dội. Từ trưa ngày 16 tháng 9, vùng biển Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 8, riêng khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ bao gồm cả các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Cát Bà, Cát Hải tăng lên cấp 11. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, cấp 13, giật cấp 15, cấp 16, sóng biển cao từ 7 đến 9 mét, biển động dữ dội. Từ chiều tối ngày 16 tháng 9, các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Nam Định có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13. Các nơi khác ở khu Đông Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Ở Bắc Bộ, từ đêm 16 tháng 9 có mưa vừa mưa to, riêng khu Đông Bắc và vùng núi phía Bắc có mưa to đến rất to. Tại Quảng Bình, do ảnh hưởng của phía Nam giải hội tụ nhiệt đới nối với cơn bão số 3 nên thời tiết trong 24 giờ tới
mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Đây là một cơn bão mạnh có tốc độ di chuyển rất nhanh và diễn biến phức tạp, cần chú ý theo dõi trong các bản tin bão tiếp theo. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin thời tiết trưa và chiều nay. Dự báo thời tiết Quảng Bình trưa và chiều nay ngày 15 tháng 9, khu vực miền núi mây thay đổi, trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ 24 đến 35 độ. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi, trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ 26 đến 35 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi, trời nắng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ 26 đến 34 độ. Vùng biển có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4 cấp 5, biển bình thường, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 m.